xúc xích ngon quá. Vừa ăn ở đây vừa ngắm cảnh hồ bơi, con gì bằng. Bruh. Mùa hè nóng nực thì chứ, ra hồ bơi tắm còn gì bằng. Yeah boy. Ủa sao ai nhìn giống yên dữ ta, cái đầu tầm trọc kìa. Đó chứ ai nữa. Thôi sẵn tiện đây, chán quá cầm súng bắn mày chơi luôn rồi. Ra hồ bơi ngắm cảnh thảnh thơi quá heo mày. Ăn đạn nè con. Ây da. Ngắm cảnh hả mày. Gai đầu. Cái gì vậy Tại? Ở đây mà cũng có người bắn mình nữa hả? Tao đây nè. Chết cha, tính đen. Mày muốn gì? Bây giờ muốn bắn mày đó rồi sao? Mẹ nè. Chạy hả? Lấy súng về núp hả mày? Giết tao hả mày? Trong mèo con. Mày hả mày? Chạy tao chứ gì? Mày bắn tao hả mày? Mày xuống mày chơi ông ngoại xuống nó rồi. Thôi đi lấy súng khác. Chạy đâu hả? Xuống nước hả mày? Sẵn đây, tật chơi với mày luôn. Dám ngược theo tao hả mày? Cái đạn này con. Bắn tao hả? Mày quá, bắn tao xong rồi chạy hả? Ôi trời ơi. Bơi theo tao không mày? Mày súng hả mày? Dí nữa hả mày? Mày bắn tao hả? Chạy nữa.
Dạ. Bắn tao hả? Mày. Mẹ bắn tao hả? Lội mày. Chơi mày luôn nè. Má sao lại dí hoài ta? Mày định núp vô sùng ba lá hả mày? Chuẩn bị đi chết nè con. Ua, lũ đạn. Dí nữa đi con. Trời ơi, con ra ta lũ đạn đối phải. Oh no. Đi chết đi. Yeah. Thôi, đi về ăn cơm.